Chào anh em, mình là Hợp và rất lâu rồi thì hôm nay mình mới trên tay một chiếc FC. Chiếc FC này mới về của ICS và mình sẽ mở hộp để anh em có thể thấy nó. Chiếc này là một chiếc rất là đặc biệt. Và như các bạn đã thấy là tuy vẻ ngoài nhìn có vẻ giống hộp thông thường, tuy nhiên ở phía trong của chúng ta sẽ có một cái hộp khá là đặc biệt. Với cái một miếng kim loại ở đây thì FC đã làm cho chiếc này trở nên đặc biệt hơn. Và các bạn sẽ thấy thông tin ở đây như Ferrite Constant này. Và chúng ta thấy dòng chữ từ 151907 Peking to Paris đó, và những cái lộ trình các bạn có thể thấy những cái lộ trình ở đây đó, từ Pháp này cho đến Trung Quốc này đó, và chúng ta có những cái dòng chữ Limited Edition Automatic đó. Chiếc này của mình thì sẽ có mã là FC303WBRP5B6, và chiếc này là một chiếc thuộc series Peking to Paris và series này là Limited Edition. Mỗi chiếc này thì sẽ chỉ có mỗi mẫu sẽ chỉ có là 2888 chiếc, cho nên là anh em có thể yên tâm về cái độ độc của chiếc này. Mình sẽ tạm thời bỏ cái seal này ra để cho anh em view được. Chiếc này khá giống với cái chiếc Healy FC303 mà trước đây mình đã giới thiệu với anh em. Tuy nhiên nó khác một cái là nó có cái bộ hộp nó rất là đẹp, và nó đẹp hơn so với chiếc bình thường kia. Các bạn có thể thấy chiếc này nó vẫn là một chiếc được làm thêm cây case của dòng 303. Dòng này thì có cái case khá là mỏng và rất là phù hợp với anh em, chỉ cần tay 16 cm là anh em đeo chiếc này thoải mái, thậm chí là 15.5 anh em đeo thoải mái rồi. Chiếc này của mình thì có mặt dial màu ghi bạc, và chúng ta nó khá là hợp với cả cái thân thép. Và chúng ta sẽ có một những cái đặc điểm nổi bật như sau, đó là chúng ta có một cái vòng màu hồng, nó màu hồng đậm, và chúng ta có dòng chữ Peking to Paris ở góc 6 giờ. Phía trên chúng ta có logo Ferrite Constant ở góc 12 giờ và lịch ngày của chúng ta góc 3 giờ. Các vị trí 6, 9, 12 chúng ta sẽ có cái cọc số bằng số này, và các vị trí khác chúng ta là sẽ có cọc số vạch. Và trên bộ kim và cọc số này của chúng ta sẽ có dạ quang. Mình sẽ test dạ quang để cho anh em thấy dạ quang của chiếc này. Mình sẽ hấp thụ ánh sáng một chút để cho anh em có thể ngắm nhìn dạ quang. Khi mà mình chiếu đèn flash vào thì các bạn sẽ thấy là cái bề mặt màu ghi của mặt dial đó nó hiện lên rất là rõ ràng. Đây là cái lớp sơn mà nó được làm từ hàng hàng nghìn hàng hàng trăm nghìn cái hạt sơn nhỏ. Các bạn có thể thấy những cái hạt sơn đó rất là đẹp. Đó. Rồi, tạm thời chắc là chỉ vậy thôi, mình sẽ bỏ ra, mình sẽ tắt đèn flash để anh em có thể thấy. Đó, với cái chiếc này thì chúng ta sẽ có dạ quang, và các bạn sẽ thấy kể cả vị trí 92 kia của chúng ta cũng là dạ quang, và các cái vị trí cọc số của chúng ta đều có dạ quang cả. Đó. Chiếc này thì nó là một chiếc limited cho nên nó sẽ được sản xuất với số lượng giới hạn, và cái thông tin đó thì sẽ được hiển thị ở phía sau. Phía sau mặt sau của em nó cũng rất là đặc biệt. Các bạn có thể thấy số thứ tự ở đây là 0176 trên 2888. Đó, Limited Edition Peking to Paris. Và các bạn có thể thấy là đằng sau chúng ta sẽ có cái mặt khá là đặc biệt. Nếu như với phiên bản Healy thì các bạn sẽ có cái đằng sau là chúng ta sẽ có hình ô tô. Còn với phiên bản Peking to Paris này thì chúng ta sẽ có cái mô phỏng cái bản đồ đó, và giống như là cái lịch trình vừa nãy mình có gửi cho các bạn, nó sẽ đi từ Pháp về Trung Quốc, và các bạn sẽ thấy ngay cái lịch trình này nó rất là lạ đó. Các bạn có thể thấy ngay là nó mô tả cái bản đồ rất là đẹp. Nó đây là một cái điểm rất là lạ ở trên cái dòng mà FC, và nó xứng đáng là một cái điểm để chúng ta nhớ tới. Và đây là một phiên bản đặc biệt limited đi kèm với em nó, vì ở trong này chúng ta có các cái chi tiết màu ghi, cho nên là các bạn sẽ thấy là bộ bộ dây da của em nó cũng được làm giống như cái chiếc FC303 Healy, và chiếc này cũng được làm màu ghi luôn, đó là da bò, và chúng ta sẽ có cái chỉ màu trắng rất là đẹp và nổi bật. Đi kèm với em nó là một cái khóa xiên, và khóa xiên này là khóa xiên chúng ta thường thấy trên dòng FC3 series đó. Chiếc này tuy là một chiếc auto, tuy nhiên là đáy của nó đáy kín, cho nên là anh em nhớ nhé, chiếc này là một chiếc automatic, và em nó có cái bộ máy là FC303. Bộ máy này dựa trên chiếc SW200, và chúng ta sẽ có 28.800 tần số dao động, 26 chân kính cũng như là khoảng 38 giờ tích cót. Đây là một bộ máy khá phổ thông trong cái tầm tiền mà dưới 20 triệu đồng, và anh em có thể gặp trên rất là nhiều các dòng máy. Đó. Trên đây mình đã làm cái review về cái
cái chiếc FC303 Peking to Paris. Chiếc này có size là 40mm và cái chiều mỏng của nó thì khoảng hơn 9mm một chút thôi, cho nên nó sẽ không kén tay. Nếu như anh em có nhu cầu muốn thử hoặc muốn mua chiếc này thì anh em hãy contact ICS, ICS sẽ sẵn lòng phục vụ anh em. Rất cảm ơn anh em và xin hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo của ICS.